quân đội nga đã trói và bắn chết người dân ukraine theo kiểu hành quyết tại bucha giới chức thẩm quyền ukraine đã tố cáo binh sĩ nga đã phạm tội ác chiến tranh khi đã giết chết hàng trăm công dân ukraine bằng nhiều biện pháp tàn bạo như trói tay tra tấn dã man trước khi nạ súng vào người người dân ở cửa ly gần tại thành phố ngoại ô kiev trước khi quân nga rút đi Hình ảnh cho thấy quân đội Nga để lại một khung cảnh giống như phim kinh dị tại Bucha với xác chết của hơn 410 thường dân được tìm thấy tại các thị trấn ngoại ô Kiev đã được Ukraine tái chiếm. Hình ảnh của các ký giả truyền hình ghi lại cho thấy thi thể của ít nhất 21 người nằm rải rác tại nhiều địa điểm khác nhau của thành phố Bucha phía tây bắc của thủ đô. Một nhóm chín người mặc thường phục đã bị giết ở cự ly gần, trong đó có hai người bị trói tay sau lưng, một người bị bắn vào đầu và người khác thì bị trói chân. Quân đội nga đã tràn vào Bucha trong những ngày đầu của cuộc xâm lăng và ở lại cho tới ngày 30 tháng 3 vừa qua thì rút quân. Nhân chứng cho biết các binh sĩ nga đến một căn nhà, đem những người dân ra khỏi hầm trú ẩn, kiểm tra điện thoại di động để tìm bằng chứng chống nga trước khi bắt họ đi hoặc bắn chết ngay tại chỗ. Tại Motizin, cách Kiev khoảng 30 dặm về phía tây, quân đội nga đã giết người thị trưởng cùng với chồng con và ném xác họ xuống hố trong rừng thông ở phía sau căn nhà mà đến nga ngủ lại tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết ông chưa từng thấy một hành động tàn bạo nào như thế bộ trưởng quốc phòng đức đã nói liên minh âu châu phải ngừng ngay việc nhập cảng khí đốt của nga được coi là hành động bảo trợ chính sách giết người tàn bạo của chính quyền moscow